Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Ngủ với Người Dương đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, học viện của bố Lâm thì giờ đây đang rơi vào một tình cảnh vô cùng khó khăn. Và việc đánh cược tất cả mọi thứ để nhằm cải cách lại bộ máy làm việc của học viện này đã khiến cho Lâm gặp phải không ít những rắc rối. Thế nhưng mà cũng chính những rắc rối này đã dần dần hé lộ rất nhiều những góc khuất đáng nghi ngờ trong gia đình của Lâm. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Ngủ với Người Dưng, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hà Vũ lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời. Anh nói xem, em có thể không mặc cảm sao? Rõ ràng là chúng ta quá khác biệt. Giàu nghèo đẳng cấp không phải là lý do duy nhất. Còn có những góc khuất khác về em mà anh chưa biết. Em vốn dĩ cũng không định nói. Nhưng mà yêu anh, chắc chắn điều này sẽ bị đào xới lên. Những chuyện này đợi khi nào anh xuất viện thì em sẽ từ từ kể cho anh nghe nhé. Dù không biết đó là điều gì, thế nhưng mà Lâm biết, nó đủ sức nặng để khiến cho một cô gái như Hạ Vũ phải dằn lòng mình như vậy. Đúng là anh chưa hiểu gì về cô cả. Một cô gái 25 tuổi, không bố mẹ, không người thân, tại sao lại cô độc đến như vậy? Càng nghĩ thì anh lại càng cảm thấy xót xa. Chỉ lớn lên trong một gia đình không hòa thuận, với thứ tình cảm bị san sẻ, Lâm đã cảm thấy chán nản lắm rồi. Ấy vậy mà Hạ Vũ đã một mình vật lộn với cuộc đời này. Ngay đến một người thân để tựa vào cũng không có. Cô gái đó quả thật đã sống một tuổi thanh xuân quá nhọc nhằn. Lâm ôm lấy Hà Vũ vào lòng. Anh không nói, tự nhủ với chính mình rằng phần đời còn lại thì anh nhất định sẽ là nơi để cho em tựa vào. Đêm ấy, Lâm ngủ ngon lành trong vòng tay của Hà Vũ. Còn cô thì gần như thức trắng. Sau những giây phút phiêu lưu cùng cảm xúc đó, giờ là lúc Hà Vũ bắt đầu cảm thấy sợ những ngày sắp tới. Yêu Lâm nghĩa là cô đã đặt đời mình vào một thế không an toàn. Những ký ức đau đớn muốn giấu nhẹm đi chắc hẳn sẽ bị người ta đào xới lên một cách thô bạo, một cách phũ phàng. Nhưng mà so với việc rời xa người đàn ông này, cô muốn đối diện. Nỗi đau là của quá khứ, nhưng mà hạnh phúc vẫn còn đợi ở tương lai. Tại sao cô lại bỏ đi thứ còn đợi mình vì một cái đã qua? Thậm chí nó còn không phải là lỗi của cô nữa. Trời tảng sáng, sau hơn một tiếng đồng hồ thiếp đi, Hạ Vũ tròn tỉnh giấc. Cô hôn nhẹ lên trán của Lâm, khẽ rời khỏi vòng tay của anh rồi ra về. Buổi sáng hôm đó, ca mổ diễn ra thành công. Cả gia đình của Lâm đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì công việc bận rộn nên mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ có Nhân, Thanh Tùng và Diệp Hy ở lại. Mọi người cùng vào thăm khi Lâm tỉnh lại. Khó khăn lắm thì Thanh Tùng mới thuyết phục được Diệp Hy ra về. Vị trợ lý này biết rõ, Lâm có nhiều điều, nhiều việc và cả nhiều người muốn gặp. Mà Diệp Hy ở đây thì không tiện cho lắm. Nhìn thấy anh trai, Lâm háo hức khoe, dù giọng nói vẫn còn thều thào. Anh, cô ấy đã ở đây đêm qua đấy. Đang chuẩn bị cháo cho em thì Nhân giật mình đánh rơi cả thìa xuống đất. Cô ấy ở lại đây đêm qua? Em đang nói ai cơ? Là Hạ Vũ. Cô ấy đồng ý yêu em rồi đấy. Nhân không giấu được sự kinh ngạc trong đôi mắt, sau đó bật cười, nhìn em trai trìu mến. Thảo nào sáng ra mặt mày hớn hở thế kia. Thế ra là có được tin dược. Chúc mừng nhá. Em muốn giới thiệu cô ấy với mọi người, nhưng mà cô ấy chưa đồng ý. Thế thôi, đành đợi khi nào em khỏe lại vậy. Nhân ngồi xuống giường cạnh em, hít một hơi thật sâu rồi nói. Anh không muốn làm cho em mất hứng đâu. Nhưng mà chuyện này là vui hay buồn, còn là cả một hành trình đấy. Em cũng thừa hiểu tính bố, và lại có một số chuyện bây giờ chưa tiện nói. Đợi khi nào mà em khỏe lại thì sẽ cùng nhau bàn. Anh chỉ muốn nói với em rằng anh ủng hộ em, nhưng em cũng nên xác định tinh thần. Anh chỉ lo là hai đứa sẽ chịu nhiều tổn thương, nhất là một cô gái như Hạ Vũ. Em hiểu chứ? Nhưng mà em sẽ không thể vì thế mà đầu hàng đâu. Một hai tuần đến,
Công việc ở trường anh lo giúp em nhé. Em nhất định sẽ quay trở lại sớm với công việc thôi. Cách bệnh viện không xa, Diệp Hy ngồi đối diện với Thanh Tùng. Cô nhìn người trợ lý của Lâm bằng ánh mắt dữ dằn, trách móc. Thanh Tùng, chính tôi là người đã đưa anh về làm cạnh Lâm. Điều tôi hy vọng không phải chỉ là anh sẽ hỗ trợ anh ấy trong công việc, mà còn giúp sức cho chuyện tình cảm của chúng tôi nữa. Nhưng mà xem ra thì anh hoàn toàn không có ý định đó. Giờ anh nói xem, chuyện của anh Lâm và chị ta đến đâu rồi? Tôi mong chí ít, hãy nói thật với tôi. Thanh Tùng cảm thấy có phần áy náy trước lời trách cứ đó. Quả đúng là chính Diệp Hy đã xin việc cho anh. Nói gì thì nói, anh cũng mang ơn Diệp Hy. Trong khi đó anh lại đang vun vén cho mối quan hệ của Lâm và Hạ Vũ. Thật là quá khó khăn. Thanh Tùng mở lời rồi nói. Tôi thật sự xin lỗi vì đã không giúp cô được như kỳ vọng. Việc cô giúp tôi không bao giờ quên. Trong công việc, tôi nhất định sẽ làm tròn phận sự với anh Lâm, bởi vì anh ấy là sếp tôi. Nhưng mà thú thật, về việc tình cảm, tôi nghĩ rằng nên thuận theo tự nhiên. Tôi thấy hai người đó có tình cảm với nhau. Nếu cứ cố chấp, chỉ là chính mình là người tổn thương thôi. Tôi mong cô hiểu cho cái khó của tôi khi phải phụng sự sếp như vậy. Họ đã chính thức yêu nhau rồi sao? Theo tôi thấy là như vậy. Gần đây anh ấy rất vui. Có vẻ như cô Hà Vũ đã nhận lời. Nghe đến đây thì ánh mắt của Diệp Hy long lanh nước, chỉ trực khóc, nhưng mà lại hằn lên đầy những oán hận. Đồ đàn bà rẻ tiền. Tôi biết ngay mà. Vậy mà chị ta lại còn cành cao đào mạo, ra điều đẩy anh Lâm ra đấy. Đó chỉ là thủ đoạn của những ả gái hám tiền thôi. Chị ta thậm chí còn nói nghỉ việc để không phải gặp lại anh Lâm nữa. Thế nhưng mà sau lưng thì lại lén lút, gặp riêng, rồi đồng ý yêu đương. Loại con gái thủ đoạn đó, anh Lâm mắc bẫy cũng không có gì khó hiểu cả. Nhưng mà tôi nhất định sẽ không để cho chị ta được yên. Thanh Tùng cố gắng lựa một cách nói chuyện dễ nghe nhất để xoa dịu đi sự nổi điên trong người của Diệp Hy lúc này. Cô Diệp Hy, tôi cũng không biết phải khuyên cô như thế nào cả. Tôi chỉ dám nói rằng tình cảm là thứ không thể nào gượng ép. Cô chỉ nên quan tâm xem mối quan hệ của cô và anh Lâm có thể là tình yêu hay không thôi. Còn những việc khác, ai lựa chọn như thế nào thì họ phải tự mình đối diện với sự lựa chọn đó. Không được, tôi nhất định sẽ không ngồi đó mà nhìn chị ta lừa phỉnh Lâm đâu. Cứ đợi xem, tôi sẽ làm gì đây? Nói rồi thì Diệp Hy ngúng nguẩy rời đi, như thể chính Thanh Tùng là kẻ phản bội cô ấy, chứ không phải là người đàn ông tên Lâm. Tùng thở dài một tiếng, anh thấy lo cho những ngày sắp đến. Công việc ở học viện cũng ngổn ngang bao nhiêu việc, rồi Lâm còn đánh cược hết cả tài sản, danh dự, thậm chí là chức vụ của mình vào một cô bé sinh viên vô danh tiểu tốt. Lại thêm cái màn yêu đương rối mù này nữa chứ. Em đúng là tệ thật đấy. Suốt những ngày này em không hề vào thăm anh gì cả, nhận lời yêu anh rồi bỏ mặc anh như thế á. Hạ Vũ nhận được dòng tin nhắn ấy của Lâm, kèm theo cả một tấm hình với gương mặt phủng phiểu. Cô bật cười rồi tự nghĩ, người đàn ông thân hình cao lớn ấm áp tưởng chừng là chỗ dựa vững chắc cho tôi đâu, sao giờ chỉ còn là một gã lớn đầu to xác suốt ngày mày nheo như vậy chứ. Hạ Vũ nhắn lại, anh mau khỏe lại đi, em không thích yêu một người đàn ông yếu đuối. Em đợi anh khỏe lại, mau bình phục và tìm em nhé. Xin lỗi, tôi có thể gặp cô một lát không? Đang mải hí hoáy nhắn tin cho Lâm, Hạ Vũ giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói. Cô vội vàng cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt cô là Nhân, anh mỉm cười hiền hậu. Chào Hạ Vũ, anh là Nhân, anh trai của Lâm. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Hạ Vũ vội vàng cúi đầu lễ phép. Em chào anh ạ, mời anh ra bàn ngồi. Anh đợi em một chút nhé. Sau đó thì cô sửa soạn một ấm trà nóng kèm theo chút bánh rồi mang ra bàn. Hạ Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này, cô lóng ngóng rót nước. Em mời anh. Nhân vẫn rất chừng mực, mỉm cười ấm áp. Em không cần phải mất bình tĩnh như vậy đâu. Anh chỉ là anh trai của Lâm thôi. Anh đến vì có chuyện muốn nói với em. Lẽ ra thì anh phải gặp em sớm hơn, khi mà anh biết rằng thằng em trai của mình si mê em mới phải. Nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, và lại cũng không biết chuyện hai đứa tiến triển đến đâu,
anh cũng không dám mạo muội. Cho đến cách đây vài ngày, sau ca mổ, Lâm có khoe với anh rằng hai đứa đã chính thức đến với nhau. Anh thấy là mình cần phải có trách nhiệm đi gặp em, bởi vì có vẻ như em sẽ có rất nhiều điều hoang mang lo lắng. Anh chỉ muốn nói với em thế này. Anh xin em hãy ở bên cạnh Lâm. Anh chưa từng thấy nó yêu ai giống như vậy cả. Thế nên anh tin tình cảm ấy là chân thành. Đúng là cuộc sống của anh và Lâm hơi phức tạp. Yêu Lâm thì em sẽ phải đối diện với một vài điều không hề dễ chịu. Nhưng mà anh mong em đừng bỏ cuộc. Anh sẽ luôn ở bên, động viên giúp đỡ hai đứa. Có bất cứ khó khăn gì, em có thể tìm anh. Những lời nói này thiếu chút nữa khiến cho Hạ Vũ bật khóc bởi vì xúc động. Cuộc đời của cô có lúc lại may mắn đến như vậy sao? Được một người đàn ông yêu thương, được anh trai của người ấy chào đón một cách chân tình. Giọng Hạ Vũ nghẹn lại. Em cảm ơn anh. Nhìn trạng thái cảm xúc của cô lúc này, Nhân có thể hiểu được cô đang cảm thấy ra sao. Lâm cố gắng tạo ra sự gần gũi bằng một vài tiết lộ nho nhỏ. Có thể là em cảm thấy có rào cản về mặt thân thế tiền bạc. Nhưng mà em không cần cảm thấy như vậy đâu. Bởi vì anh cũng từng lớn lên trong sự nghèo khó. Những điều đó, chắc khi nào có thời gian, Lâm sẽ kể cho em nghe. Anh chỉ muốn em hứa với anh một điều. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em cũng đừng bỏ rơi Lâm nhé. Anh muốn em trai của mình được sống cuộc đời như nó muốn, không phải là một cuộc đời an phận với sự sắp đặt như anh. Trong gia đình này, một người làm trái với những mong muốn của mình là đủ lắm rồi. Hạ Vũ không hiểu hết được những ẩn ý mà Nhân nói, nhưng mà cô gật đầu như một lời hứa với anh trai Lâm về việc sẽ đi đến cùng tình yêu này. Cô nhất định sẽ không buông tay Lâm. Không phải chỉ vì lời nhờ cậy của Nhân, mà bởi vì cô thấy mình yêu anh rất nhiều. Lâm là thứ đáng giá nhất mà cô có trong suốt 25 năm của cuộc đời. Những ngày sau ca phẫu thuật của Lâm, Hạ Vũ không vào viện thăm anh. Sự liên lạc giữa họ chỉ là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi FaceTime để nhìn mặt nhau cho đỡ nhớ. Hạ Vũ bận, nhưng cái chính là cô sợ sẽ chạm trán người thân của Lâm. Cô muốn đợi cho anh bình phục hoàn toàn và cùng với mình đối diện mọi thứ. Bất chấp nỗi nhớ nhung cồn cào của Lâm, cô thản nhiên trêu chọc anh bằng những tin nhắn khiến Lâm như muốn lao ra khỏi bệnh viện, tìm đến cô gái của mình để yêu thương. Cuối cùng thì ngày xuất viện cũng đến. Hôm ấy cả Tùng và Nhân đều đến đón Lâm. Tuy nhiên, chàng trai ấy chỉ đi cùng một đoạn, rồi nói sẽ đi taxi đến một nơi khác. Cả hai hiểu cái sự nôn nóng trong lòng của Lâm, nên ai nấy đều tủm tỉm cười mà không ngăn cản. Chiếc taxi dừng lại trước cửa hàng của Hạ Vũ. Mới đầu giờ sáng nên khách còn chưa đông. Cái thân hình nhỏ bé ấy đang mải mê dọn dẹp. Mới chỉ nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ thôi, trái tim của Lâm đã rộn ràng loạn nhịp. Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó đi vào cửa hàng, nhanh tay nhấn nút cho chiếc cửa cuốn từ từ hạ xuống. Hạ Vũ còn chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay kéo mình đi vào góc trong. Cô bất ngờ nhận ra người đó là Lâm. Đi đến cuối gian hàng thì Lâm bế thốc Hạ Vũ, đặt cô ngồi lên chiếc bàn dành cho khách, còn mình thì đứng đối diện. Ngay sau đó thì anh hôn cô, như thể chưa bao giờ được hôn vậy. Chàng trai ấy luôn chiếm đoạt nụ hôn theo đủ mọi cách khác nhau. Mỗi lần là một chiêu trò mà không có cách nào Hạ Vũ đoán trước được. Sự dạo dược của một người đàn ông vừa rơi vào men say tình ái, nhận được sự gật đầu đồng ý của nàng, nhưng rồi lại là chuỗi ngày dài xa cách, khiến cho Lâm hôn bất chấp đến mức không kịp thở. Lâm cuốn lấy vành môi của Hạ Vũ đầy mê luyến. Kỹ nghệ hôn của anh quả thực khiến một cô gái lần đầu biết yêu như Hạ Vũ sẵn sàng vứt bỏ tất cả ngượng ngùng để cuốn vào đó. Cô thậm chí còn kéo ghì anh xuống để hôn. Trước hành động ấy của Hạ Vũ, Lâm lém lỉnh, đột ngột dừng lại, rồi bỏ bờ môi đó. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Vũ vẫn đang nhắm lại như còn chưa thoát khỏi những dư vị ái tình ngọt ngào đến tận tim. Lâm cúp nhẹ lên đầu Hạ Vũ một cái để cho cô tỉnh mộng. Này, nghiện người ta như thế, thế mà bỏ mặc người ta suốt cả tuần trời, không thèm ngó ngàng. Em không thấy là mình quá đáng sao? Em là đang lợi dụng anh đấy. Cứ gặp anh, em lại hôn đến mức mất trí như vậy á. Hai má của Hạ Vũ đỏ bừng lên sau những lời châm chọc của Lâm. Cô không nói gì cả, tựa vào người của anh, choàng tay ôm anh. Em xin lỗi, anh khỏe hơn chưa? Lâm cũng choàng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ đó vào lòng thì thầm rồi nói. Khỏe lắm rồi.
có thể làm được nhiều việc rồi đấy. Có cần anh chứng minh không? Vừa nói đến đây thì Lâm đã vừa chạm tay vào chiếc cúc áo trên người của mình. Hà Vũ chặn vội lại. Anh làm gì thế? Em không nghĩ anh là người như vậy đâu đấy. Lâm bật cười. Anh đùa thôi. Anh đâu phải là yêu dâu xanh đâu. Mỗi lần gặp là... Thế còn nói không phải á? Anh xem đi. Thế không phải là 5 lần 7 lượt đều tự ý cưỡng hôn em á? Thì cũng là vì em quyến rũ anh trước. Cái đêm ở Paris là em hôn anh trước đấy. Em vừa lấy đi nụ hôn đầu đời của anh, lấy cả đời trai của anh nữa. Hà Vũ nhá má Lâm một cái bởi vì ngượng. Cô đứng dậy, lấy tay giữ khuôn mặt của Lâm, hôn chụt một cái. Được rồi, em chuộc lỗi. Đi nào, ra bàn ngồi đi. Em làm cho anh cái gì để ăn nhé. Sau đó thì anh cũng phải về nhà đi, còn chuẩn bị mọi thứ. Công việc cũng nhiều điều chờ đợi anh đấy. Chúng mình đừng để ảnh hưởng đến đại cục. Như thế em cảm thấy có lỗi lắm. Còn rất nhiều việc mà em và anh cần phải làm đấy. Lâm ngoan ngoãn nghe theo Hà Vũ ra bàn. Cô chuẩn bị cho anh một chút đồ điểm tâm cùng với sữa. Trong lúc Lâm dùng bữa sáng thì cô mở cửa hàng, lau dọn bàn ghế, sau đó thì ngồi đối diện với anh. Anh này, hôm trước ấy, anh Nhân có đến tìm em đấy. Lâm nghe đến đây thì ngừng ăn, nhìn Hà Vũ đầy ngạc nhiên rồi nói. Anh Chí Nhân á? Anh ấy nói gì thế? Anh ấy nói sẽ ủng hộ hai đứa mình. Anh ấy làm cho em cảm thấy rất ấm áp và chân thành nữa. Cũng nhờ thế mà em cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều đấy. Ừ, anh Nhân là một người rất tốt. Và anh thực sự may mắn có người anh trai như vậy. Chỉ có điều là anh ấy cứ luôn an phận, làm theo mọi sự sắp xếp của bố. Anh thật lòng mong anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thực sự, chứ không phải là chạy theo cuộc hôn nhân chỉ vì củng cố quyền lực địa vị cho gia đình. Sau những giây phút đó thì Lâm ra về. Và đúng như Hạ Vũ nói, phía trước còn ngổn ngang bao nhiêu việc đang đợi. Nhưng mà chỉ ít lúc này, Lâm có một động lực lớn để hoàn thành mọi việc. Đó là trái tim được đong đầy yêu thương. Lâm trở lại công việc vào ngày đầu tuần. Theo cuộc gọi của bố, anh sang phòng làm việc riêng. Vừa vào thì Lâm đã nhìn thấy Nhân ngồi đó từ trước. Biết là con trai đã ổn định sức khỏe, ông Tư Hoàng không giấu được sự bực bội trong người. Ông ném lên bàn sấp báo dày cộp mà trang nhất trình hình những tin bài chẳng mấy tốt đẹp về học viện. Chuyện của sinh viên Mai Anh tự tử nằm chiếm trệ trên mặt báo. Con định xử lý đống hỗn độn này thế nào đây? Con nhìn đi, một đống những việc không hay ho đang đổ dồn xuống học viện. Bố thực sự mong con về để khắc phục tình trạng mà học viện đang trải qua. Chúng ta thiếu kinh phí để duy trì các hoạt động. Việc Mai Anh được xem xét cho đi dự thi giải toàn quốc khiến gia đình cô bé rất thích thú. Còn hứa sẽ tài trợ cho chúng ta nhiều tiền nữa. Nhưng mà quyết định của con đã thay đổi tất cả đấy. Bây giờ thì hay quá rồi. Con nhìn xem đi. Mai Anh chính thức xin nghỉ học. Gia đình họ dĩ nhiên không thực hiện những việc dự định làm cho chúng ta. Thậm chí là cái thông tin thất thiệt này tràn lan khắp các mặt báo. Một học viện nghệ thuật mà lại có học viên tự tử bởi vì bất mãn kết quả. Cô bé đó lại không phải là con nhà tầm thường. Chúng ta khó khăn lại thêm kiệt quệ hơn rồi đấy. Lâm cầm những tờ báo này lên xem. Cách viết quả đúng là muốn triệt hạ đường sống của học viện. Anh điềm tĩnh rồi nói. Bố à, chúng ta sẽ không thể nào khác đi được nếu như cứ mãi dùng tư duy đó để đối phó với khó khăn. Chúng ta phải chấp nhận rủi ro để thay đổi. Bây giờ chỉ cần Huyền Trang đi thi đạt giải, sau khi thi cấp quốc tế, chúng ta sẽ có cơ hội cải thiện được danh tiếng, thu hút được người tài, kêu gọi tài trợ. Ông Tư Hoàng cười khẩy, nhân thấy như vậy vội vàng giải thích cho em trai. Mấy hôm nay em nằm viện, anh không tiện nói. Việc này thì Huyền Trang cũng đã từ chối không đi thi. Cô bé bị áp lực quá lớn trước việc bởi vì chọn mình mà một bạn sinh viên khác tuyệt vọng đến mức tự tử như vậy. Cô bé sợ rằng nếu như mình đi thi mà không đạt giải như kỳ vọng sẽ càng chịu áp lực lớn hơn nữa. Chúng ta đang không có thí sinh nào đi thi. Mai anh thì nghỉ học. Thôi được rồi, mọi chuyện cứ để đấy, con lo. Con nhất định sẽ thuyết phục được Huyền Trang đi thi. Ông Tư Hoàng tức giận nhìn con trai bằng ánh mắt như thiêu như đốt. Kể cả là có như vậy thì con cũng quá mạo hiểm khi đặt danh tiếng học viện vào tay một cô bé sinh viên như thế. Cứ cho là nó giỏi thật đi,
Nhưng lấy gì đảm bảo nó đi thi sẽ được giải đây? Nếu không, con sẽ cứu vãn tình thế này như thế nào? Thậm chí lúc đó e rằng báo chí sẽ lại tiếp tục nhân việc này mà đào bới lên nữa. Lâm im lặng. Anh không biết phải nói gì vào lúc này, bởi vì việc duy nhất là làm, chứ không phải là đứng đây nói những lời khẳng định. Trước khi Lâm rời đi, giọng của ông Tư Hoàng nghiêm nghị. Ta không thể nào đứng yên trông chờ vào việc con xoay sở được. Cuối tuần này về nhà ăn cơm, có việc đại sự, đừng có cãi lời đấy. Khi ông dùng đến từ ta bằng thái độ gay gắt như vậy, Lâm biết là không thể nào đùa được. Anh đáp lại. Dạ vâng thưa bố. Trở về phòng làm việc riêng, cầm những tờ báo viết về học viện trên tay, Lâm đọc chúng rất kỹ. Những thông tin chi tiết tường tận về quyết định của học viện, về việc thay đổi quyết định không chọn Mai Anh mà là Huyền Trang đều xuất hiện trên báo. Rõ ràng nó phải là thông tin nội bộ được tuồn ra ngoài. Cánh báo chí nếu thu thập tin đơn thuần sẽ chỉ viết về việc của một sinh viên tự tử không thành tại trường, chứ không thể nào nói rõ nội tình như vậy. Vậy thì hẳn có người bên trong đã cung cấp thông tin cho báo chí. Vậy thì người đó là ai? Những điều đó để từ từ anh sẽ tìm hiểu. Bây giờ thì việc quan trọng hơn là thuyết phục Huyền Trang đi thi. Đó là con át chủ bài trong công cuộc cải tổ lại cách làm việc của học viện. Lâm đứng đợi phía bên ngoài cửa lớp của Huyền Trang. Sau khi hết giờ học, anh chủ động hẹn gặp cô bé. Huyền Trang, tôi có chuyện cần nói với em. Chúng ta có thể đến chỗ nào đó nói chuyện không? Cô bé sinh viên nghèo bẽn lẽn gật đầu. Huyền Trang biết Lâm là người duy nhất đứng ra bảo vệ, thuyết phục để cho mình đi thi, nên cô bé cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với quyết định này. Chẳng biết đưa đến đâu cho thoải mái, nhân tiện muốn gặp luôn cô nàng người yêu, Lâm gọi taxi đưa Huyền Trang đến cửa hàng bánh ngọt của Hạ Vũ. Anh bước vào quán, gương mặt hớn hở. Vừa nhìn thấy Lâm thì Hạ Vũ buông vội đồ làm chạy ra đón. Anh, sao lại đến giờ này vậy? Bất chấp có người bên cạnh, Lâm vẫn không ngừng bày tỏ mấy lời xến sẩm. Thế nhớ quá đến không được à? Mà anh có khách đi cùng đấy. Em cho anh một bàn kín đáo để cùng trò chuyện nhé. Chuẩn bị chút bánh ngon ngon cho cô bé này nữa. Còn chưa kịp giới thiệu, Huyền Trang đã reo lên. Chị Hà Vũ, bây giờ chị làm ở đây á? Lâu lắm rồi không gặp chị đấy. Cô bé nhảy lên reo mừng, lại còn lao đến ôm chầm lấy Hà Vũ, khiến cho Lâm mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Gì thế? Hai người quen nhau à? Hạ Vũ vội vàng giải thích. Vâng ạ, đương nhiên là quen rồi. Huyền Trang cùng quê với em, nhà cách có vài trăm mét thôi. Khi em vào học viện, gặp lại cô bé hay xuống căng tin ăn cơm, nên chị em nhận ra nhau. Từ hồi em nghỉ đến giờ, cả hai vẫn chưa gặp lại đấy. Huyền Trang ríu rít. Thế bây giờ chị làm ở đây sao? Đúng vậy, đây là cửa hàng riêng của chị. Mà thôi hai người vào trong đi rồi nói chuyện nhé. Hà Vũ đặt lên bàn trà và bánh để mời Lâm và Huyền Trang. Hai cô gái thì tíu tít nói chuyện, trong khi Lâm thì cứ ngồi đực ra nghe ngóng. Huyền Trang thì đánh mắt tình nghịch nhìn Hà Vũ, thế rồi gặng hỏi. Mà chị không định giới thiệu với em đây là ai sao? Theo em thì chắc không phải chỉ là trưởng phòng cũ đến thăm nhân viên đâu nhỉ? Hai má của Hà Vũ đỏ bừng lên, cô ngập ngừng. Còn chưa kịp giải thích thì Lâm đã kéo sát bạn gái lại, choàng tay lên vai, quay sang nhìn cô rồi nói. Sao em cứ phải lắp bắp như vậy chứ? Sao không giới thiệu anh là bạn trai của em đi? Tiếp đến thì Lâm ngồi ngay ngắn, tự tin khẳng định. Thật sự là trái đất tròn đấy, toàn là người quen cả thôi. Anh là bạn trai của chị Hà Vũ đây. Thấy cô em ngồi đối diện tủm tỉm cười, Hà Vũ ngại quá, buông tay Lâm ra, bởi vì không muốn cô em cảm thấy ngại với màn cẩu lương mà Lâm vừa phát ra. Sau những phút giây trò chuyện vui vẻ, Lâm đưa câu chuyện về chủ đề chính. Huyền Trang, hôm nay anh muốn gặp em là để thuyết phục em về việc dự thi. Anh có nghe nói em đã từ chối không tham gia kỳ thi tuyển chọn tài năng toàn quốc. Anh hiểu là rào cản tâm lý của em, nhưng mà anh mong em suy nghĩ lại. Anh tin vào năng lực của em và chắc chắn rằng em có thể đạt thành tích cao nếu như quyết tâm nỗ lực. Nếu em không đi thi, em sẽ mãi để trong lòng mọi người sự hoài nghi về năng lực của em. Chỉ có cách đó em mới chứng minh được rằng em hoàn toàn là sự lựa chọn xứng đáng. Hà Vũ ngồi bên cạnh, cô cũng lờ mờ đoán được câu chuyện. Lâm tiếp tục nói.
Anh thừa nhận, việc anh muốn em đi thi không chỉ đơn thuần là vì tương lai của em, vì em xứng đáng, mà còn vì anh muốn dùng chính em cải tổ tư duy trì trệ mà học viện này đã và đang làm bao nhiêu năm qua, mang lại những nguồn lợi cho học viện trong bối cảnh khó khăn này. Có rất nhiều bạn sinh viên có tiềm năng, có năng lực, nhưng chỉ vì không có địa vị đã phải từ bỏ cơ hội của mình. Em sẽ là động lực cho các bạn ấy tin và cố gắng, không từ bỏ ước mơ chỉ vì những rào cản như vậy. Huyền Trang phân vân, cô bé ngập ngừng trả lời. Em muốn suy nghĩ thêm một chút. Thực sự thì việc đi thi em rất vui, nhưng mà sự việc xảy ra với Mai Anh khiến em quá áp lực. Em đã nghe thấy nhiều điều tiếng nói về việc bởi vì bênh vực em mà Mai Anh phải đối diện với sự tuyệt vọng và xấu hổ. Em cũng không dám chắc là mình có thể được giải hay không nữa. Nếu đi thi mà không đạt được thành tích như mong đợi, thì khi trở về, em e là sẽ không còn mặt mũi nào theo học tại trường nữa. Em phải tin vào chính mình chứ. Anh mong em suy nghĩ về điều này và cho anh câu trả lời sớm nhất. Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó kết thúc, mọi người ra về với câu trả lời còn bỏ ngỏ từ phía Huyền Trang. Cô bé hứa sẽ cho Lâm quyết định vào thứ hai tuần tới. Buổi sáng cuối tuần, theo lời hẹn của Hạ Vũ, Lâm xuất hiện chỉn chu trước cửa hàng của bạn gái. Trong chiếc áo sơ mi trắng, nhìn cứ như là chú rể đi hỏi vợ ấy. Hôm nay Hạ Vũ tạm đóng cửa hàng để cùng Lâm đến một nơi. Cô đứng trước mặt của anh với bộ váy xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng làm cho nét đẹp của Hạ Vũ trở nên ngời sáng. Lâm nghiêng đầu trái, rồi nghiêng phải, ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó tiến đến thì thầm vào tai của bạn gái. Em định đưa anh đi đâu đấy? Anh không dám chắc là mình sẽ kiềm chế được khi mà em xinh đẹp như vậy đâu. Hạ Vũ nghe xong thì đánh nhẹ vào tay của Lâm, quay người khóa cửa gian hàng sau đó lên xe. Chiếc xe di chuyển trên con đường quen thuộc về quê của Hạ Vũ. Hôm nay cô muốn giới thiệu với người đàn ông này mẹ của cô. Dù cho mẹ chẳng còn trên đời này nữa, thì niềm hạnh phúc này cô vẫn muốn được chia sẻ với người quan trọng nhất. Đứng trước ngôi mộ, Lâm nắm tay của Hạ Vũ. Xin lỗi bác, bởi vì con đã đến hơi trễ trong cuộc đời cô ấy. Nhưng đã nắm tay rồi thì con nhất định sẽ chở che cho Hạ Vũ. Mong bác cứ yên lòng, con sẽ bảo vệ cô ấy suốt cả đời này. Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ nơi dẫn về ngôi nhà xưa cũ của Hạ Vũ. Cô kể cho anh nghe về quá khứ, một miền ký ức đầy nỗi buồn mà cô từng muốn giấu đi. Em và mẹ chuyển đến đây sống từ khi em 2 tuổi. Đây vốn dĩ không phải là quê. Em không có bố, cũng không có người thân. Bà không muốn em chịu sự chê cười của mọi người, nên mới rời quê đến nơi này để sống. Sau này thì khi mẹ mất, em bán nhà cửa đi, lấy tiền sang Pháp du học. Nhưng mà do em nhận được thông tin từ bố, nên phải về nước. Chính cái đêm gặp anh ở Paris là đêm mà em biết tin bố mình mắc bệnh, sắp qua đời. Có phải là ông ấy có gia đình riêng không? Giọng của Hà Vũ nghẹn lại. Lâm ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng vỗ về. Anh trầm ngâm rồi kể. Thực ra thì gia đình của anh cũng chẳng đáng ngưỡng mộ như người ngoài vẫn thấy đâu. Ở trong đó là những hận thù, ghen tị bởi vì sự lựa chọn tham lam của bố anh và với cả hai người phụ nữ là mẹ anh và mẹ của anh Nhân. Nhưng mà anh may mắn hơn khi mà anh Nhân rất tốt với anh. Chỉ có hai mẹ là không thể nào tĩnh tâm để sống. Đó cũng là cái kiếp chung chồng, không một ai có thể bình thản được. Hạ Vũ hơi bất ngờ khi biết bí mật này của gia đình Lâm. Xem ra thế giới của những người giàu cũng chả sung sướng gì cả. Thế nhưng chỉ ít, Nhân và Lâm, hai anh em thân thiết và yêu thương nhau, đó là điều rất đáng mừng. Bởi vì cốt nhục tình thân mà không thuận sẽ là một nỗi đau rất lớn. Cả hai ra về khi trời ngả về chiều. Trên xe, Lâm bật bài hát quen thuộc của cái đêm hôm ấy như một cách cố tình gợi lên những cảm xúc ham muốn trong Hạ Vũ. Vừa nghe thấy giai điệu ấy, Hạ Vũ quay sang lườm yêu Lâm một cái. Anh lại có ý gì thế? Lâm lái xe một tay, tay còn lại cầm lấy tay của Hạ Vũ, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Anh đang cảm thấy tiếc hồi hồi, bởi vì hôm nay để em về yên ổn như thế. Anh xin lỗi nhé. Hôm nay phải về nhà gặp bố. Nếu không vì vậy, chắc chắn hôm nay
anh sẽ nhốt em lại, bật cái bài hát này cả đêm ấy. Cái kiểu nói chuyện tưởng như ý nhị nhưng lại quá bạo gan táo tợn này của Lâm khiến cho Hà Vũ vừa ngượng vừa bị hấp dẫn. Cô rút tay ra giục bạn trai. Thôi, anh tập trung lái xe đi. Đừng có làm cho em cảm thấy sợ khi nhận lời yêu anh đấy. Trước cửa hàng của Hà Vũ, Lâm chào đến chào lui vẫn chưa dứt ra được tay của nàng để ra về. Đôi trẻ bịn rịn mãi. Mà nói đúng hơn là Lâm cứ chào đấy xong rồi lại không nỡ bước đi. Thôi anh về đi, muộn rồi đấy. Mình đã đứng ở đây hơn 10 phút và anh vẫn chưa chào xong đấy. Hà Vũ phải cố gắng dứt ra. Lâm gật gù. Thôi, thế lần này anh về thật đấy nhá. Em vào nghỉ ngơi đi. Sau cái vẫy tay tạm biệt, Hà Vũ bước vào cửa hàng khẽ khép cửa lại. Cô đặt túi sách lên bàn, cởi bỏ đôi giày. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì ai đó bất ngờ mở cửa xông vào, bế thốc cô lên, đặt cô nằm ngửa lên bàn rồi hôn ngấu nghiến. Dĩ nhiên nụ hôn như điên dài này chẳng phải ai khác, chính là Lâm. Cái anh chàng cuồng tình này. Thế nhưng mà Hạ Vũ thích. Cô mê đắm tận hưởng thay vì chống cự. Nụ hôn chớp nhoáng mà đầy dạo dực. Lâm buông Hạ Vũ ra, không dám nhìn mặt cô. Vừa chạy biến ra xe vừa nói vọng lại. Anh cần phải tiếp thêm năng lượng. Anh về đây. Đúng là Lâm cần phải tiếp năng lượng. Bởi vì tối nay, ở tư gia của anh, một câu chuyện thật dài và mệt mỏi đang chờ đợi. Với gương mặt phởn phơ tưng tửng, Lâm vừa đi vừa tung tẩy chiếc chìa khóa trên tay. Mặt thì không giấu nổi sự hào hứng, hạnh phúc trong lòng. Lâm khựng lại khi thấy anh trai đứng đợi, cách cửa chính một đoạn xa. Ơ, sao anh lại ở đây thế? Ánh mắt của Nhân hơi đượm buồn, anh bước đến vỗ lên vai của Lâm. Em vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Hôm nay có cả gia đình Diệp Hy sang dùng bữa. Bố vẫn muốn tác hợp cho em với Diệp Hy. Anh biết là chuyện này em khó chấp nhận. Anh không biết em sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng mà anh chỉ muốn nhắc em rằng em đừng nóng giận quá mất khôn đấy. Bố cũng có cái khó của bố. Bố thực sự đang rất lo lắng cho sự tồn vong của học viện. Mà trong mắt của bố thì cuộc hôn nhân của em và Diệp Hy quá lý tưởng, quá phù hợp, chứ không hẳn là kiểu ép cưới như những gia đình khác. Thế nên em đừng nói những lời khiến bố mất mặt đấy. Hơn nữa, nếu như em không chấp nhận thì hãy giữ lấy thể diện của Diệp Hy một tí. Cô bé ngang bướng, cố chấp, vẫn cứ tiếp tục theo đuổi, cũng là vì yêu em thôi. Đừng nói những lời cay nghiệt quá. Nói không chừng lại đẩy Diệp Hy vào những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ là anh nhắc như vậy thôi. Hy vọng là em biết cách hành xử nhé. Lâm cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Niềm vui vừa mới nhen nhóm chưa được bao lâu, sóng gió đã ập đến. Lâm gật đầu để anh yên tâm về việc mình sẽ không làm loạn cuộc gặp mặt này lên. Lâm bước vào nhà, cố gắng giữ gương mặt tươi tỉnh chào hỏi khách quý. Gia đình Diệp Hy vẫn là bạn tốt cần phải trân trọng. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí thân mật ấm áp. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Tư Hoàng mở đầu. Hôm nay thì mời gia đình anh chị sang đây. Tôi có đôi lời muốn nói. Tôi biết là gia đình bên đó hẳn là rất giận vì những gì mà thằng con thiếu hiểu biết của tôi đã làm những lần trước. Tôi thay mặt nó xin lỗi gia đình và cũng là gửi lời đến cháu Diệp Hy. Nó đi du học về, nhiều khi tính tình nhiễm cái tư tưởng Tây hóa, còn chưa hiểu chuyện. Mối quan hệ giữa hai gia đình quá thân tình, tôi cũng không muốn giấu giếm. Tình hình học viện phía tôi khá căng thẳng. Tôi thật lòng mong hai đứa có thể sớm yên bề gia thất, cùng nhau tiếp quản học viện. Nếu như được cũng rất mong anh chị hỗ trợ, tiếp sức khôi phục học viện. Có được Diệp Hy làm vợ là phúc phận lớn nhất của nó. Vì thế rất mong anh và chị đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bố Diệp Hy thở dài một tiếng chậm rãi nói. Thú thật, con gái chúng tôi không phải kém cỏi gì cả. Tôi cũng đã rất chạnh lòng trước những lần từ chối của Lâm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có một cô con gái này thôi. Hạnh phúc của nó là thứ mà tôi quan tâm nhất. Nếu như đúng là cậu Lâm đây muốn đến với nó, hứa mang lại hạnh phúc cho Diệp Hy, tôi cũng sẽ bỏ qua những chuyện cũ. Gương mặt của Diệp Hy sáng bừng lên. Cô đánh ánh mắt nhìn Lâm. Trong khi đó gương mặt của Lâm tĩnh lặng, không một chút cảm xúc nào cả. Còn Nhân thì ngồi đó quan sát tất cả mọi người, nén một tiếng thở dài vào trong. Sau khi mọi người đã nói xong,
Hai bên bố mẹ nghe chừng rất hả hê, thậm chí là còn tính đến việc nên tìm ngày đẹp để đính hôn. Lâm chính thức mở lời. Thưa bố, thưa hai bác, con xin lỗi vì phải cắt ngang cảm xúc vui vẻ giữa hai gia đình. Nhưng mà những lời này con không thể không nói. Con không còn là chàng trai mới lớn, chạy theo thứ tình cảm bồng bột nữa. Con bây giờ đã 30 tuổi và tự đưa ra quyết định được cho đời mình. Con xin nhắc lại, sẽ không có một đám cưới nào diễn ra giữa con và Diệp Hy cả. Con trân quý Diệp Hy giống như một người em gái. Con cũng đã có bạn gái rồi, và con sẽ chỉ cưới cô ấy. Sự hưng thịnh tồn vong của học viện hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Đây là lần cuối cùng con khẳng định chuyện này. Rất mong mọi người đừng bao giờ đề cập đến nữa. Bởi vì xét cho cùng thì người chịu tổn thương chỉ là Diệp Hy thôi. Hai bác yêu thương Diệp Hy thì càng cần phải hiểu được, cô ấy chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người yêu mình thôi. Mà cháu thì không hề yêu Diệp Hy. Bây giờ thì cháu xin phép, cháu muốn nói chuyện riêng với Diệp Hy. Nói rồi thì Lâm đứng dậy, nắm lấy tay của Diệp Hy kéo đi. Phía ngoài vườn của khu biệt thự, Lâm buông tay Diệp Hy ra, trong khi cô rơm rớm nước mắt bởi vì những lời cự tuyệt. Và lần này đã là lần thứ ba của Lâm. Anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không nói những lời làm Diệp Hy tổn thương. Diệp Hy, anh thực sự cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho anh. Nhưng mà anh mong em tỉnh táo lại đi. Đừng tự làm mình đau như vậy nữa. Anh không muốn em chịu đựng những lời cay đắng. Anh biết những việc em đã làm để thúc đẩy chuyện này. Em đã đưa tin cho báo chí, gây căng thẳng cho học viện. Vì điều đó diễn ra sẽ càng khiến cho bố anh nôn nóng thúc ép chuyện hôn nhân giữa hai đứa mình. Nhưng mà anh sẽ không vì điều đó mà đặt chân vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Điều đó không phải vì anh, mà vì cả em nữa. Em không hề làm việc như anh nói. Nhưng mà em nhắc để anh nhớ, chỉ có em mới có thể giúp cho anh vững vàng ở vị trí lãnh đạo cái học viện đó. Lâm bám lấy vai của Diệp Hy nói cho cô hiểu. Diệp Hy, em nghe này, anh chưa bao giờ có tham vọng ngồi vào cái ghế quyền lực đó đâu. Nó không phải là mục đích sống của anh. Thậm chí ngược lại, anh còn muốn được sống cuộc đời bình thường theo ý của anh. Và đó cũng là lý do anh rời đi du học suốt những năm qua. Anh biết anh không thể nào trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm làm con, thay bố gánh vác học viện. Nhưng mà anh không vì điều đó phải bất chấp tất cả ngồi cho bằng được vào vị trí đó đâu. Thế nên em đừng nghĩ có thể dùng chuyện này gây sức ép cho anh. Anh nhắc lại, đây là lần cuối cùng, và em đừng tự làm cho mình khổ như vậy nữa. Bây giờ thì em vào đi, nhân tiện nhắn với mọi người anh đi đây. Trước khi quay lưng đi như nhớ ra điều gì đó, Lâm quay lại rồi nói với Diệp Hy. Anh vốn định chính thức giới thiệu Hà Vũ với em một cách đàng hoàng tử tế, bởi vì anh nghĩ đó là cách tôn trọng em. Nhưng mà xem ra thì em sẽ không có tâm trạng tiếp nhận điều đó. Anh muốn nói với em rằng anh và Hà Vũ chính thức yêu nhau, anh sẽ cưới cô ấy. Nếu như em không thể nào chúc phúc thì em hãy học cách chấp nhận và đừng gây rối nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu. Em vẫn còn trẻ, nên tìm cho mình một người thuộc về mình đi. Cảm ơn em. Lâm đi rồi, Diệp Hy hét lên tức tưởi từ phía sau. Không, không bao giờ. Em không bao giờ chấp nhận đâu. Diệp Hy khóc nức nở, đứng đằng sau nhân xót xa đến cháy lòng. Anh bước đến ôm Diệp Hy vào lòng. Cô tựa lên vai của anh khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Thế con muốn đi đâu một lát không? Anh đã nói với người lớn rồi, em không cần quay trở lại đâu. Nếu như em muốn khóc, cứ khóc một trận thỏa thê đi. Anh sẽ đưa em đi đến một nơi nhé. Trong khuôn viên một khu công viên, trước mặt hồ vắng người trên ghế đá, Diệp Hy ngồi cạnh Nhân cứ như vậy mà khóc. Anh à, có phải là em ngốc lắm không? Nhưng mà em đã sai điều gì chứ? Em yêu một người là sai sao? Em muốn làm mọi thứ tốt nhất cho anh ấy là sai sao? Tại sao cứ 5 lần 7 lượt anh ấy đều cự tuyệt em như vậy? Em có gì thua kém chị ta chứ? Nếu như không muốn nói, em hơn chị ta quá nhiều. Nhân dùng chiếc khăn giấy lau nước mắt cho Diệp Hy. Anh vén cho cô những lọn tóc vương trên gương mặt. Diệp Hy, thực ra trong tình yêu chỉ có một thứ hơn kém duy nhất có giá trị. Đó là người ấy yêu ai hơn. Những thứ thuộc về nhan sắc, tiền tài, địa vị, thậm chí
Kể cả là thời gian quen biết nhau cũng đều không có ý nghĩa nếu như em không phải là người mà Lâm yêu. Điều đó có nghĩa là không phải vì em kém cỏi hay là em không bằng người ta, chỉ là em không phải là người Lâm yêu vậy thôi. Anh không dám đánh giá em đang đúng hay sai, bởi vì yêu vào thì khó nói lắm. Nhưng mà anh mong em sớm bình tâm để không đau lòng vì một chuyện không thể thay đổi. Sau này, khi đã vượt qua được những phút yếu lòng như vậy, em sẽ thấy mọi chuyện hoàn toàn không hề khủng khiếp như em nghĩ đâu. Đôi khi buông bỏ được là chính là thứ hạnh phúc lớn nhất đấy. Diệp Hy thinh lặng trước câu nói của Nhân. Vài phút sau đó cô lau nước mắt, quay sang phía Nhân rồi nói: anh yêu em có đúng không? Gương mặt của Nhân đổi sắc. Anh không nghĩ là Diệp Hy hỏi một câu đường đột như vậy. Anh từng nói là anh yêu em mà. Thậm chí còn yêu em nhiều năm như vậy nữa. Diệp Hy cố gắng chất vấn. Em là có ý gì chứ? Nhân nói bằng thứ giọng run run. Vậy thì mình cưới nhau đi. Em sẽ giúp anh ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của học viện. Em cũng muốn Lâm phải trả giá cho sự lựa chọn của mình ngày hôm nay. Nhân nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Diệp Hy, anh đứng lên, đút tay vào túi quần, thở dài rồi quay lại nói với cô: em nghĩ là điều này sẽ khiến cho anh vui sao? Đương nhiên là không. Và anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh thừa nhận là anh yêu em, nhưng mà tình cảm đó không nhất thiết phải có được em theo cách này đâu. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em vốn dĩ đâu có yêu anh, chỉ là lấy anh để trả thù. Và anh không muốn là công cụ để cho hạ sự cay cú trong lòng của em, nhất là khi đối tượng mà em muốn tấn công lại chính là em trai của anh nữa. Và lại, anh cũng muốn đàng hoàng ngồi vào chiếc ghế đó, chứ không phải là chơi em mình một vố như vậy đâu. Diệp Hy im lặng vì những lời mà Nhân nói quá đúng. Cô cảm thấy có lỗi khi nói những lời này, vì rõ ràng nó làm cho Nhân tổn thương. Thế em bình tĩnh hơn chưa? Mình về nhé. Diệp Hy khẽ gật đầu. Thật may là lúc cô đau lòng nhất còn có một người ở bên động viên, hay chí ít là nghe những lời mà cô nói. Đặc biệt người đó lại là Nhân, người mà cô có thể được sống thật với chính mình thay vì phải cố gắng thể hiện sự thanh cao của một tiểu thư. Ngồi trong quán cà phê đối diện với mình, Hà Vũ quyết định từ chối thẳng thừng lời tỏ tình mà anh vừa nói. Ngày hôm nay thì Minh đến tìm cô, ngỏ ý muốn mời đi dạo, đi ăn tối. Hạ Vũ hiểu ý đồ của mình nên đã nhận lời đi cùng, bởi vì cô biết rằng mình cần phải rõ ràng một lần. Anh Minh, em rất cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng mà em và anh Lâm, em đã nhận lời yêu anh ấy. Em mong anh hiểu. Em lựa chọn anh ấy không phải vì Lâm giàu có hay là vì quyền thế địa vị. Chỉ là giữa chúng em có một thứ duyên phận, một sự gắn kết mà em nghĩ đó là định mệnh. Em luôn cảm ơn những gì anh đã làm cho em, và mong anh đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp này. Em không muốn mất đi một người bạn, một người anh như anh đâu. Hà Vũ, anh không muốn trở thành gã đàn ông nhỏ mọn đi hù dọa khi mà em lựa chọn một người khác để yêu thay vì anh. Đúng là so với Lâm, anh không thể bằng cậu ấy. Cậu ấy dĩ nhiên hấp dẫn hơn anh, nhưng anh chỉ muốn em bình tĩnh, suy xét. Liệu rằng em có thể đến với Lâm không? Có quá nhiều rào cản mà em sẽ là người nhận về đau đớn đấy. Tại sao không lựa chọn một cuộc sống bình yên hơn? Anh không thể nào mang lại sự giàu có cho em giống như Lâm. Nhưng mà anh biết rằng em không phải là người ham vật chất. Anh tự tin có thể khiến cho em hạnh phúc và không bao giờ chịu tổn thương nữa. Minh nắm lấy tay của Hạ Vũ, nhưng rồi cô chủ động rút ra. Anh, xin đừng làm cho em khó xử như vậy. Mong anh tôn trọng quyết định này của em. Em thật lòng mong anh hạnh phúc. Còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại của Hà Vũ vang lên. Sao cơ? Anh đang đứng trước cửa hàng của em á. Sao lại đến giờ này thế? Anh đợi em một lát nhé, em về ngay đây. Anh Minh à, em xin phép về trước đây. Để đấy, anh đưa em về nhé. Hà Vũ hơi ái ngại rồi nói. Anh Lâm có đến tìm em, nói là có chuyện gì đó. Anh mỉm cười rồi đáp lại. Thì có sao đâu, chúng ta là bạn. Không nhá anh lại không thể đưa bạn về. Anh cũng không ngại đối diện với tình địch đâu. Đi nào, nhanh lên, không cậu ấy lại đợi đấy.
Mình đưa Hà Vũ về đến cửa nhà hàng. Lâm đứng ở đó, chân thì đá vào không gian, nóng ruột mãi bởi vì không thấy Hạ Vũ trở về. Vừa nhìn thấy bạn gái bước xuống cùng với mình, lòng dạ của Lâm xô lên bởi vì ghen tuông. Tất nhiên là bên ngoài anh vẫn thể hiện sự điềm tĩnh, tâm thế của một người chiến thắng. Lâm bước đến, kéo bạn gái về phía mình, tròn tay lên vai của cô như một cách đánh dấu chủ quyền. Xin hỏi, anh đưa bạn gái của tôi đi đâu vậy? Mình mỉm cười chìa tay rồi bắt. Xin chào, tôi mời Hà Vũ đi cà phê một chút. Cô ấy cũng có nói với tôi về việc hai người đã chính thức hẹn hò. Chúc mừng nhé. Lâm lịch thiệp bắt lấy tay của mình rồi nói. Cảm ơn anh. Chuyện này vốn dĩ là như vậy. Chẳng qua bạn gái tôi muốn thử thách, thế nên anh nghĩ là mình có cơ hội thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ Hà Vũ trong những tháng ngày qua. Sau này chúng tôi cưới nhau thì nhất định sẽ mời anh ở vị trí danh dự nhất đấy. Vậy được, tôi đợi thiệp cưới của hai người. Hy vọng là anh làm được giống như những gì mà anh đã nói. Đã hứa yêu và cưới thì phải cho tôi thấy cô dâu trong đám cưới của anh là Hạ Vũ đi nhá. Đàn ông, nói được thì phải làm được. Được chứ, nói được làm được. Mà nhắc lại để anh nhớ, tôi sẽ luôn ở phía sau. Chỉ cần Hạ Vũ chịu thiệt thòi, tôi sẽ không bỏ qua đâu đấy. Mà thôi được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép đi trước đây. Sau đó thì Minh đánh xe ra về. Hà Vũ đẩy cửa bước vào gian hàng, lần bật đèn, vừa làm vừa sốt sắng rồi hỏi Lâm. Sao anh nói hôm nay về nhà ăn cơm mà bây giờ lại đến đây thế? Lâm không nói gì cả, đóng sầm cánh cửa lại. Em đúng là giỏi thật đấy. Mới nghe anh nói về nhà đã hẹn gặp trai sau lưng. Nói cho em biết, hôm nay anh không về, anh sẽ ngủ lại đây. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc anh sẽ phạt em như thế nào đi. Ai cho phép anh ở lại đây? Đây là nhà của em cơ mà. Ừ thì đây là nhà của em, nhưng mà em là của anh. Lâm bế bổng Hà Vũ đi thẳng lên gác nơi có phòng ngủ của cô. Anh thậm chí còn không bật điện, cứ như thế lần sờ trong bóng tối. Đặt Hà Vũ nằm lên chiếc giường, Lâm vặn nhỏ chiếc đèn ngủ, ánh lên thứ ánh sáng mờ mờ dịu dịu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì cá nhân của anh Sa cũng có một vài những cảm nhận rất khác. Không biết là mọi người có để ý hay không, đó là về nhân vật Nhân. Không hiểu vì sao anh Sa cứ có cảm giác là người đàn ông này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Và dựa vào chi tiết đó là khi mà Lâm nghi ngờ rằng có người ở trong học viện tuồn thông tin ra bên ngoài để thông tin đó tràn lan trên các mặt báo. Thì khi mà anh đối chất với Diệp Hy thì cô bé trả lời rằng cô bé không hề làm điều đó. Chúng ta đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất là cô bé nói đúng sự thật là cô bé không hề làm. Và thứ hai là cô bé nói dối. Thế nhưng mà anh Sa cứ có cảm giác đằng sau nhân vật Nhân này là một kế hoạch nào đó đang được che giấu. Sự cam chịu và đồng ý làm theo tất cả những sắp đặt của người bố dường như ẩn chứa một điều gì đó bí mật từ đằng sau. Vậy thì liệu rằng suy đoán của anh Sa có đúng hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.